Cái này là cái này thử thách khuyến cáo, không mọi người không làm theo nhá. Chỉ nhìn vào đừng học tập nhá. Vào đi. Vào thì đừng có cựa. Nó té lên thật đi này. Con này nó cắn vào chưa? Chân to mồm lắm mà, nhảy xuống đi. Nó chưa tét đâu. Đây này. Nó đây chỉ ngửi thôi. À đây là bạn Ngọc, bạn nhân viên hơi mới nhà em nhá. Nên là bạn ấy đang hay muốn thử cảm giác mạnh. Đây. Cắn là gì đấy? Thịnh, Thịnh bỏ cái thang ra đi Thịnh. Anh đang gọi buộc chặt cửa vào bỏ thang ra đi. Em thấy cái đồ thông minh của chó Maliloy. Người không cắn chỉ cắn rẻ thôi. Đứng ra đây này. Đi ra giữa. Thịnh nhận chạy hôm nay cho ra giữa chạy luôn. Thấy chưa? Nhìn không? Nó giảm hết về một bên này đấy. Thấy chưa? Thịnh đập chai đi. Đập chai bên trong Ngọc này này. Mất dép rồi, mất dép rồi. Anh chị nào mà cảm thấy cuộc sống kiểu như là thăng bằng quá, kiểu như là anh chị nào mà thấy cuộc sống êm ả quá, nó kiểu không có gập ghềnh, không có gì. Này. Khuyên cáo hành động này chỉ nên làm với chó nhà. Đấy, không phải là không ham đồ mà nó không cắn đâu mọi người nhá. Vậy chẳng qua là người cho nó ăn thôi. Đấy mọi người cứ bỏ sợ ở đây này. Em test luôn cho mọi người thấy luôn nhá. Em cứ đi ra đường dưới này, đứng góc làm gì đấy. Không, nhưng mọi người đến là nó sơi ngay. Đấy. Quần áo là nó xơi ngay, chẳng qua là bọn em ở đây là quen với bọn nó rồi. Tổ chất chưa? Lại con mặt xịu. Đấy, mọi người thấy khôn không? Em cũng đang mong chờ cái cảnh đấy nhưng mà mỗi tuần nó không cắn. Mỗi tuần là chó nhà em quá thông minh. Đấy, đúng rồi. Không nhau kiểu gì em. Anh Đức buộc chặt cửa đi rồi lấy cái chai đập vào chỗ chân Ngọc ấy. Để anh buộc chặt cửa nhá. Bây giờ thử thách cực đại bắt đầu chính thức xảy ra. Không cắn luôn. Ngọc cứ đi vào giữa bình thường sao em đây. Đi một vòng xem nào. Đấy mọi người, lúc nãy quay cho mọi người thấy nó cắn rồi đấy, chứ không phải là không ham đồ đâu. Đấy. Đấy nhiều anh chị cứ bảo lo mang về cho con thì cắn người ở tứ đây. Đấy, linh tinh đấy, chẳng qua là do mình mà. Nó quen mình mà. Đấy. Nhưng mà đồ thì nó rất là ham luôn nhá. Như con kia quấn người cực nhá, nó cứ lượn lượn quanh chân ấy. Đây em là nhân viên mới đấy, không phải là nhân viên lâu năm đấy. Nó không cắn em này. Còn đùa luôn này. Nó quấn mà, quấn người cực. Đấy như con kia kìa mọi người thấy không? Nó chồm lên để chơi với nó thôi chứ không phải lấy đâu. Mày cứ cho gì đã kêu. Để nó tác động vật lý. Tác động gì đâu rồi chứ nhờ. Xem cái video này lại sẽ nghĩ đến cái video hai người thả chân xuống cái bể cá ấy. Một bên thì nó nhâu như cá nhâu nhâu và một bên thì tán hết cả ra. Thấy chưa? Tét thoải mái nhỉ. Mày đứng sau cái thế này. Giờ con đực đấy lên Ngọc ơi, con đực đấy đẹp thế. Con đực đấy gầm đe dã man. Nó có cắn đâu. Nó đùa mà. Nó đùa. Kiểu đi lại nó tưởng là sút, nó đùa với nó ấy. Khi đi 2 dép, khi về 1 dép. Thì hôm nay bạn này được một đôi dép mới. Rồi ok nhá. Không có video nó lại dài quá. Chị tắt chưa? Rồi xin chào mọi người.